không lấy một màu thôi đúng không? Thì dơ thì nào lấy lấy. Đấy, cái nào có mày, cái nào có tầm từ hai màu trở lên. Thế nên bây giờ không biết nghe số lượng thế nào nữa không? Xả xong rồi đúng rồi đây. Xả từ 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 từ. Này được. Rồi, ok, thế thì mình sẽ qua từng mẫu một nhé. Qua từng mẫu một tốt hơn nhỉ? Hello tất cả các chị nha. Trời ơi, chị ơi, set em mặc em đang xả cực kỳ là sốc. Chị ơi, thì sẽ công bố giá sau nha. Rồi, ok, chào tất cả các chị này. Các chị đã đang nhìn em rồi, cho em xin dấu chấm đầu tiên đúng nào. Dạ vâng, chào Đặng Trâm này, chào chị Ngô Thu Hiền này. Rồi, chào Phạm Đoan Uyên này, các tình yêu vào xem cái live stream của em nào. Hôm nay lượt view rất là kém đúng không? Này, em hôm nay sẽ bắt đầu là tương tác với chị bằng cái giá rất là rẻ. Đó là 50k 2 set bộ đúng nào. 50k 2 set bộ giam bất kỳ cho chị nào tham gia cái live stream của em nhá. Rồi, chào Thu Nguyễn, chào Thùy Linh này. Rồi, em chào chị Phạm Đan Uyên, chào chị Phạm Hồng này. Các chị ơi, nhìn em chưa nào? Nhìn em rồi cho em xin dấu chấm đầu tiên. Hoặc là ghi dấu, hoặc là những cái vẫy tay đầu tiên đúng nào. Rồi, chào Timon, chào tất cả các chị nhá. Bắt đầu vào xả hàng em nào đấy ạ. Các chị đứng ngoan đây nhá, các chị đâu? Đây nhá, hôm nay nhá, toàn lẻ mẫu lẻ sai kho nhà em các chị nhá, toàn lẻ mẫu lẻ sai này. Nên là hôm nay sẽ mang ra xả đồng loạt với cái giá 50k 2 set bộ nhá. 50k 2 set bộ răm này. Đây ạ, lẻ mẫu lẻ sai này. Nên là mấy cái khô cái màu nó không cố định cho lắm. Nên là em sẽ đi vào xả rồi nhá. Đây, mọi người thấy không? Đây nhá, nó khá lẫn lộn đây ạ. Nó lẫn lộn vô cùng nên là em sẽ quay ra xả 2 set bộ bất kỳ cho chị với cái giá 50k 2 set đúng nào. Nhưng mà các chị yên tâm với em là các chị có kể có nhắm mắt là chị vẫn chọn được hai set đồ ưng ý các chị nhá, tại vì rất là đẹp luôn đúng nào, tại vì nhà em là xả toàn là hàng đẹp chứ không phải là hàng vớ vẩn, mọi người yên tâm cho em. Được rồi, ok nào, các thầy yêu chia sẻ lại cho em chưa, thấy không ạ? Đây mọi người nhá, thấy không? Đây nhá, nó hơi bị lộn xộn một tí này. Đây ạ, nó thấy ạ, mọi người thấy không ạ? Đây lẫn lộn màu này, nó lẫn lộn màu này, em sẽ quay ra xả với cái giá 50k set bộ bất kỳ. Nên là chị nào hôm nay muốn mua đừng quên chia sẻ livestream cho em nhá. Chị nào chia sẻ livestream cho em rồi thì comment cho em biết nào. Em sẽ bắt đầu bán răm với cái giá 50k set nhá. Chỉ trong cái livestream này thì em mới bán với cái giá này cả nhà nhá, chỉ trong cái livestream này thôi. Nên là chị nào mà chưa chia sẻ nhanh chóng bấm nút chia sẻ về tường cho em đi ạ. Để nhận hàng nào. Ô, đóng cửa để cùng đây. Rồi, chị nào chia sẻ livestream rồi comment cho em biết nhá, bắt đầu vào tặng nha mọi người nhá. Đây mọi người đây nhá. Bạc ngàn răm luôn. Hôm nay cực kỳ là nhiều răm mà kiểu là toàn là kiểu răm lẫn lộn nhau hết. Nên là em sẽ quay ra xả bất kỳ nha mọi người nhá, xả bất kỳ nào. Rồi ok. Rồi ok, chia sẻ livestream cho em chưa nào, lên cho em là 150 view nào, 150 view đập vào tặng các hàng ơi. Rồi các chị ơi, nhà em là mẫu này nhà em đang bán là dưới 58 cân bao vừa dùng em nha, dưới 58 cân bao vừa cho em nào. Chị nào chưa sẻ livestream rồi bán luôn với cái giá 50k 2 set bộ bất kỳ nhá. 2 set bộ bất kỳ. Nhưng mà mọi yên tâm cho em là mọi người dù có nhắm mắt được mà vẫn chọn được 2 set đồ ưng ý thôi. Tại vì nhà mà toàn là dung đẹp các chị ạ, toàn là dạng đẹp thôi, không phải là dạng vớ vẩn nhá. Rồi ok, 50k 2 set bộ dạng bất kỳ cho chị nào chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream mua dạng với cái giá là 50k 2 bộ nào. Rất là rẻ đúng nào. Rồi chị nào chia sẻ rồi thì comment luôn cho em lên đầu top đúng nào. Ok, Tống Thủy đã chia sẻ, comment số thật lên cho em nha. Comment số thật lên cho em nào. Để em thấy comment của mọi người rõ hơn đúng không ạ? Rồi ok nào, chị nào chia sẻ like xin rồi comment ngay và liền cho em nha. Để em chốt đơn cái mã này với cái giá là 50k cho 2 set bộ đúng không ạ? Rất là rẻ này. Lên 150 hoặc em bắt đầu vào chốt đơn nhá. Rồi 50k 2 set bộ nào. Đây nhá mọi người nhá. Đây ạ. À, đây là màu hoa nhí này. Chị nào theo tất cả live stream biết rồi đấy, màu hoa nhí cực kỳ là hiếm này. Mà cái màu đẹp dã man mọi người nhá, màu hoa nhí nha em đây. Màu hoa nhí này. Đây nha, màu xanh trà nhá. Em chốt 5 bộ 50k 2 bộ nào. Rồi chị nào lấy đi ạ. Ok, Thu Hương nào, Thu Hương 50k 2 bộ 0975087082. Ok, Thu Hương có hoàn toàn nhá. Hôm nay có luôn 2 set bộ này. Chỉ trong cái live stream này nha, xả lẫn lộn 2 màu. Nên là chị nào hôm nay cũng có thể có hàng nha em đúng không ạ? Đây nhá, răm đang mặc này. Đây nhá, màu kẻ này với lại màu đỏ đẹp xuất sắc các chị ơi, chỉ có giá 50k cho 2 bộ thôi. Trong cái live stream này em bán nốt thôi, em bán nốt là mọi người đừng chọn nha. 50k 2 bộ cho mọi người nha, 50k có rất đẹp này. Rồi ok, 50k 2 bộ kèm số tại trên nào, chỉ có giá 50k thôi. Ok, Nguyễn Ngọc Anh 50k 0972587642. Ok nha, chốt đơn cho mình đôi này. Chị nào chia sẻ live stream thì comment đầu top cho em nhá. Hôm nay em chỉ chốt đơn cho chị nào mà chia sẻ live stream cho em thôi ạ, không chia sẻ em bỏ qua live stream nhá. Rồi ok nào, chị nào lấy có mà 50k 2 set bộ cho em nhỉ.
Rồi 50k cho hai set bộ nào. 50k cho hai set bộ bất kỳ các tình yêu này, màu hoa nhỉ em nhá. Màu hoa nhỉ, còn một bộ này. Hôm nay xả sập sàn mọi người, đây cả một kẻ đây. Chị nào lấy bộ hay nào mà để có luôn, mọi người có luôn nào. Rồi ok nào. Ok Nguyễn Phương nào. 01652 685817. Ok Nguyễn Phương có hai bộ cho mình luôn ạ. Rồi còn chị nào chưa sẻ like chưa rồi comment cho em biết nào, để em thấy comment của mọi người rõ ràng hơn một xíu bất tình yêu nha. Lên 300 view nào. Hôm nay người xem nhiệt tặng luôn nào. Rồi tình yêu nào lấy comment cho em đây nhá. Hai set bộ bất kỳ màu hôm nay chỉ có giá 50k hai set cả nhà nhá. 50k hai set cho là màu da nó bị lộn đấy, nên là em sẽ xả trong cái livestream này thôi mọi người nhá. Rồi ok nào, chị nào chưa sẻ livestream đủ cho em 3 lần về trang cá nhân này và chưa sẻ hộ nhóm cho em rồi thì comment cho em biết nhá. Ok Dương Hoài Linh 50k hai bộ nào. Dương Hoài Linh nhá. 01685 nào, 832555. Ok Dương Hoài Linh một bộ, hai bộ có quà luôn nhá. Có quà luôn này, chỉ cần hôm nay chưa xảy ra cho em nhá. Bộ phận xử lý vào kiểm tra và comment luôn cho em đi ạ. Kiểm tra link cho em nào để em vào tặng mọi người nhá. Hôm nay tặng cực kỳ là nhiều này. Số lượng răm nên là không còn nhiều nên là không bỏ để bán nữa chị ạ. Không bỏ để bán nên sẽ bắt đầu xả nhá. Cái số lượng nó ít quá nên không biết bán như thế nào luôn. Em sẽ quay ra xả vào cái giá 50k bộ để tương tác của mọi người thôi nào. Lên 300 view cho em các tình yêu ơi, lên 300 view chốt tiếp nào. Rồi chị nào lấy đi, đây là màu sọc nào. Trời, người ta xả hàng vứt ở đây cho khách. Trời ơi, lại buộc vào. Rồi ok nào, 50k 2 bộ nào. Đây nha, 50k cho hai bộ răng này. Nói chung là còn màu nữa em bắt đầu xả tiếp nha. Chỉ với giá 50k hai bộ là bộ phận xử lý comment đã ghi bình luận cho em đi ạ. Em đọc tên cả nhà nhá. Rồi chỉ cần chia sẻ chim nhận ngay quà cho em nào tiếp theo đi ạ. Chị nào đấy ạ? Rồi ok chị Loanana nào, Loanana số điện thoại 01685 5798. Ok Loanana có quà nhá. Rồi chị nào lấy comment lên trên là số lượng răm. Hôm nay sẽ về màu là cái màu của em là cái màu lẫn lộn. Thế là chị nào hôm nay được màu nào thì comment một đó cho em nhá. Đây nhá 50k nào, chỉ với giá 50k hai bộ răm này. Hai bộ răm rẻ tuyệt vời mà chỉ có giá 50k cho mình thôi. Các chị ơi đừng quên chia sẻ livestream cho em nhá. Rồi ok nào, chị nào lấy comment cho em nào. Chị nào lấy comment luôn cho em đi ạ. Em chưa thấy comment của chị nào cả. Rồi tiếp theo nào, chị nào chia sẻ livestream rồi comment lên đầu tóc cho em nhá. Hôm nay chỉ có giá 50k cho hai set bộ rất là rẻ đúng nào. Rồi ok chị nào chia sẻ livestream rồi, đã chia sẻ cho em mới tặng nhá. Không nên bỏ qua đấy ạ. Rồi ok nào, chị nào đấy ạ. Chị nào lấy comment luôn cho em lên đầu tóc được không? Rồi em chưa thấy comment của ai cả. Các tình yêu bị ẩn comment rất là nhiều. Em không thấy comment của mọi người được ạ. Rồi ok chị nào đấy, ok nào. Chị nào lấy comment luôn cho em điện chỉ với giá 50k cho hai set bộ này. Bất kỳ đẹp tuyệt vời mọi người nhá. Ok nào, chị nào lấy con một luôn lên top cho em nhá, lên top luôn cho em nào. Ok Nguyễn Liên này, Nguyễn Liên số thoại 0985 785 687. Ok nha, Nguyễn Liên có quà nào. Rồi ok nào, ok chị Nguyễn Dũng nhá, Nguyễn Dũng bên Quốc Thịnh này 0975 này 587162. Ok chị Nguyễn Dũng có quà nào. Chị nào chưa sẻ livestream rồi lên top cho em nào. Lên top comment sớm 3 thật nhiều cho em đi ạ. Để mọi cái comment của mình không bị ẩn cho em nhá. Mọi người ơi phải chứ để tính em mới tặng quà cho mọi người được nhá mọi người nha đấy ạ. Răm thì đẹp như thế này mà hôm nay xả vào cái giá 50k này trên bộ rất là rẻ này. Nên là chị nào chưa đến số lượng thì báo chị nhé. Nên là chị nào hôm nay mà chia sẻ thì sẽ có quà luôn này. Rồi chị nào mà chia sẻ nhiều thì comment cho em đi ạ. Đúng rồi, chia sẻ về trang cá nhân, chia sẻ với nhóm Vokai ra comment cho em nhá. Để mình được mua cái set bộ này với cái giá 50k hai bộ được nào. Cực kỳ là rẻ nào. Ok thấy comment thấy rồi, nhưng mà không thấy comment đâu. Rồi ok nào, chị nào lấy comment luôn cho em nhận. Số lượng có rất là ít nên là em sẽ vào tặng quà mọi người nha. Hôm nay tặng quà với mọi người tặng bét nhè luôn. Mọi người chia sẻ ra trên lên top và comment cho em nào. Phải comment đủ thì em mới thấy comment của mọi người được, không thì em không thể nào mà thấy comment của mọi người được mọi người nhá. Chia sẻ livestream nhận hàng và cái 50k hai set bộ cho em nào. Tiếp theo nào, đây nhá, dăm kẻ mặc đi cực kỳ đẹp này. Chia sẻ rồi ok. Trời ơi, con viên này không nhận quà là bảo người ta lừa đảo, trời ơi lừa đảo cái gì của mày luôn. Rồi tiếp theo nào, chị nào lấy comment cho em nào. Bực mình, tặng thì bạc ngàn nên mà không thấy à. Rồi 50k cho hai set bộ, ai lấy comment cho em lên đầu top đi ạ. Ok nào, 50k hai set bộ, chị nào chia sẻ là chị comment luôn cho em nào. Rồi tiếp theo nào, 50k cho hai set bộ ra bất kỳ này. Cho hai cái màu khác nhau cho các chị thích nhá. Hoặc là hai các chị lấy hai màu giống nhau chị đã không thích. 50k hai set bộ nào. Ok Thu Thủy này, Thu Thủy số thoại 01685 5798. Ok Thu Thủy có quà nhá. Thu Thủy có quà nào. Chia sẻ livestream cho em để mặc quà để mua đi ạ. Cái bộ này dưới 58 cân tình yêu nha, dưới 58 cân cho em. Đây, răng thì số lượng không còn nhiều nên sẽ bán luôn nhá. Rồi tiếp theo lên 500 view nào, lên 500 view chốt tiếp cả nhà nhá. Rồi tiếp theo nào,
Nào, ok, hai bộ hoa nhà, ok, Phương Nam bổ sung số này chỉ luôn cho em nào. Em đang mặc chỉ có giá 50k2 set bộ này. Cho chị nào chia sẻ livestream cho em nhá. Đây là cả bộ các tình yêu nhá, cả bộ cho em. Đó là quần và áo liền nhau hoặc là zoom với chị nhá, zoom rất là đẹp này. Mà giá cực kỳ là rẻ, chỉ có giá 50k bộ nào. Ai lấy comment cho em nào. 50k nào, ai lấy comment cho em nhận 50k nhá. 50k cho hai set bộ này. Ok nào, chị nào lấy comment cho em đi ạ. Chị nào đi ok Như Quỳnh này. Như Quỳnh số thoại 0945587682. Ok chị Như Quỳnh có quà nào. Tiếp theo nào, tặng cực kỳ là nhiều tình yêu ơi. Rồi ok chị Tâm Huỳnh nào. Tâm Huỳnh số thoại gì đây, 010978 này, 083247. Ok chị Tâm Huỳnh có quà nào. Tâm Huỳnh có quà nữa nhá. Các tình yêu ơi phải chia sẻ nhiệt tình cho em thì mình mới được tặng quà với cái giá 50k. Không thì mọi comment của mình thì bị ẩn đấy ạ. Đừng chia sẻ có 1-2 lần. Chia sẻ 1-2 lần để em không thể nào mà thấy comment của cả nhà được đâu ạ. Sẽ bị ẩn comment rất là nhiều rồi nhá. Đây hàng thì không thiếu này, hôm nay chỉ cần chia sẻ livestream giùm em nhá. Chia sẻ livestream lên 600 view nào. 600 view tặng luôn phải cái giá là 50k 2 set bộ các tình yêu ơi. Chỉ với giá 50k 2 set bộ nhá. Đẹp mà rẻ kinh khủng quá chị nhá đây. Rồi, nào lên 600 view cho nào, lên 600 view cho tiếp các tình yêu ơi. Quên để quyết định lên 300 view cho em mới bắt đầu tận chốt nào. Rồi, em thấy comment của mọi người chia sẻ livestream lên cho em đi ạ. Lên cho con số 600 view nào. Lên 600 view em chốt các chị vừa kể giá là 50k 2 set bộ tiếp nhá. Rồi ok, còn nãy giờ nha, rất là nhiều chị hỏi em là cái mẫu dung này của em có bán không này. Thì em cũng xin ra đưa ra cho chị một cái mức giá xả kho nhé em. Đó là mẫu này của em đang có mã là C10 này. C10 của em sẽ bán cho chị với cái giá rất là rẻ. Đó là sale từ 350 này, còn 150k mã là C10 nhá. Chị nào lấy con là C10 và kèm thông tin cho em đi ạ. Các chị ơi hãy nắn lại livestream của em nha, ở lại livestream với em sẽ công bố tất cả chị nào này mua hàng với cái giá 50k ở cuối livestream nhá các chị nhá. Các chị đừng thoát khỏi livestream nhá. Không một tí nữa mình công bố của danh sách nhà em này thì sẽ không được nhận quà với cái giá 50k set đâu ạ. Rồi em bán hàng, mọi người nên bán hàng rồi nhá. Em bắt đầu bán hàng này. Nãy giờ nha, chị nào muốn mua cái bộ này với cái mức giá không cần chia sẻ không nào. Bộ em đang mặc đang có mã sản phẩm là C10. C10 là màu xanh này, 150k. Chia sẻ luôn cho em đi ạ. Chia sẻ luôn livestream comment cho em nào. C10 150k. Số lượng có rất là ít nên là em sẽ ưu tiên ai muốn mua cái mẫu này giùm em nhá. Ok, Trang Chích bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nào. Dung Phan bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Mã của sản phẩm là C10. C10 có tổng cộng là vài bộ nên là chị nào có chỉ chốt luôn nhá. C10 150k kèm số và kèm cho em xin địa chỉ nào. C10 nào, C10 nhá, dăm kẻ này, dăm kẻ ống sớ màu đen, số lượng có rất là ít này. Rồi C10, ok Hồng Hạnh nhá, Hồng Hạnh có đơn này chưa, bộ bùng bùng dăm bùng màu cho em. Rồi ok Hồng Hạnh bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Phạm Bình Trung bổ sung luôn cho em xin địa chỉ là số lượng có rất là ít này. Ok Ánh Minh bổ sung luôn cho em xin địa chỉ là mã của em là C10 nhá. Em sẽ qua tất cả mẫu dàn nhà hôm nay chị học nhà em có chị nhá. Rồi ok Nguyễn Thúy Thị bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nào. Mã của em là C10 này. C10 đang mặc đang có giá là chị 150 một bộ này. Ok trái chim bút cho em đi ạ. Rồi, chị nào lấy comment là C10 và kèm số này chỉ luôn cho em nào. Mã C10 xả 150 nhá. 150 này. Linh Thú Trần bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Linh Trần cho em xin địa chỉ nào. Mã của em là C10. Ok Huỳnh Loan có chỉ chốt đơn nhà. Huỳnh Loan có đơn nào. Rồi C10 Giang Hoàng có chỉ chốt đơn luôn nhá. Chị ở Giang Hoàng ơi, phải có chỉ mà chốt đơn tổ cho mình này. 150 rất là rẻ mọi người nhá. Dưới 58 cân bao vừa. Phần này là phần quần đen nhá. Phần quần đen này rất là đẹp này. C10 giá là 150 ok nhá. Ok Hương Dâu Tây có đơn. Hương Dâu Tây cho em xin chỉ luôn đi ạ. Bộ này nhé em là C10 này, giá là 150k một cả nhà nhá, 150 bộ rất là rẻ này. C10 này. Ok Hoài Tô có đơn nào. Rồi chị nào lấy comment là C10 đi ạ. Giá là 150 bộ các chị nha, 150 bộ thôi. Rất là rẻ này, các chị không mua chỉ còn tiếc thôi ạ. Bộ trên canh cũng đang có giá là 150 thì sẽ qua mã đó nhá. Ok chị Nguyễn Thủy Nguyễn này, ok chị ơi bổ sung luôn cho em xin địa chỉ của mình luôn được không ạ? Mã của sản phẩm là C10 này. Chị ơi C10 có 11 cái hết chưa Quỳnh ơi? Ok Trần Thị Phượng nào bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi. Ok chị Lý Kiên có đơn nào? Ok chị Bích Liên Nghiêm có đơn nào? Chị nào lấy có chỉ mới chốt đơn nha, số lượng có rất là ít này. C10 kèm số thoại và kèm luôn cho em xin địa chỉ nào. Dưới 58 ok Trần Thủy có đơn nào. Chị nào lấy có mượn đi ạ. C10 nào, dưới 58 cân bao vừa cho em mã là C10 giá là 150 nhá. 150k ok Hồng Hạnh có đơn nào. Chị nào lấy có mượn luôn cho em đi ạ. Rồi ai lấy nào, 1m67 mặc bao và em cao 1m68 cả nhà nhá. Rồi mã của em là C10 qua mẫu nhá, em qua mẫu mới nhá. Qua mẫu mới nào. Không qua nào đấy đi. Cực kỳ là nhiều răm, tổng hợp răm các chị nhá. Chị nào lấy con mà là C10 đây, số lượng không còn nhiều nhá. Cú nơi chụp lại số lượng đi, chụp lại gửi lên cho Quỳnh nhá.
Ok nào, C10 nha em nha, em qua mã C11 đấy ạ. C11 nào, một cái mẫu răng cực kỳ là đẹp mọi người nha. C11 chỉ có 3 cái thôi. C11 có 3 cái nha mọi người nha. À vùng 4 cái đúng không? Rồi, C11 150 ai lấy nào? C11 nha, zoom quà zoom này, zoom hoa nhìn các chị đẹp cực kỳ luôn. Cái mẫu nhà em bán cả 1000 bộ rồi. C11 150 ai lấy comment luôn cho em xin số địa chỉ nào các chị ơi. C11 nha, số lượng có rất là ít, chỉ còn có 4 set cho mình thôi. 4 set nào, ai lấy nào? C11 nha, có thì chỉ cho luôn nào. C11 150 nào. Bộ đang mặc là 150 các chị ơi, phải cho em xin chỉnh chốt được đơn nhá. C11 này khóa sách ngược này, zoom này dưới 56 57 cân đổ về mặc bao vừa cho em nhá. Dưới 56 57 cân đổ về mặc bao vừa cho em. Ok chị Nguyễn Thị Ti nào, C11 ai lấy nào? C11 nha, giá là 150 bổ sung luôn cho em xin số tại địa chỉ luôn cho em nào. Vương Liên Đỗ bổ sung số tại địa chỉ luôn cho em đi ạ. C11 giá là 150k nhá. 150k, Ngọc Dung bổ sung cho em xin thông tin nào. Ok Phương Thảo nhá. C11 nào, giá của em là 150k cả nhà nhá. C11 150k. Ai lấy con là C11 cho em nào. Thúy Hà bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đã có rất là ít, nên là mọi người phải tranh thủ con một số này chỉ luôn cho em mọi người nhá. C11. Rồi ok Lê Dần nhá, các chị ơi có địa chỉ chưa ạ? Có địa chỉ em mới chốt cả nhà nhá. Ok Trang Mon có hàng C11 nào. Chị nào thì chốt luôn cả nhà nhá. Tuyết Phương hỏi gì chưa? Chị có một lại trên đặt bộ này là dưới 58 cân bao vừa giùm em. Dưới 58 cân bao vừa nào. Mã của em là C11, giá là 150 một bộ nhá. 150 này cho ai hôm nay tham gia cái livestream của em nào. C11 ai lấy nào? Ok Phạm Sen bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Mã của em là C11 nào. C11 nha, giá là 150 này, dung màu đỏ này. Ok Châu Nguyên có đơn nào. Rồi các chị em sẽ qua một cái mẫu mới nha. Hôm nay qua cực kỳ là nhiều mẫu luôn. Em sẽ qua mấy cái mã này trước, sang một cái mã là nhiều sau nhá. Em sẽ qua mã đẹp trước này, mã này rất là nhiều mẫu luôn. Ok chị Hiền Phạm có một là C1 cho em được kiểm tra hàng thoải mái chị nhá. Rồi ok qua nhá. Em sẽ qua những cái mẫu này ít hàng, rồi cái mẫu kia thì em sẽ ở lại một cái livestream sau nếu mà không hết. Trước tiên nha. Chị ơi chị ạ. Ok, chuẩn bị qua màu sọc đây. Rồi, mã là C11 đã chưa? Cái mã C1 là cái màu nhẹ nhàng, màu nhẹ nhàng lắm luôn ý. C12. Rồi, C12 là cái tông màu sữa này, cái màu này rất là trắng da luôn. C12 150 có 4 bộ nhá. C12 150k có 4 bộ nào. Ok chị Phạm Bình Trung nha, C12 lấy nào? 150 rất là rẻ ở nhà nhá. 150 cho em là dưới 58 cân em bao vừa nhá. C12 kèm số và kèm cho em xin địa chỉ nào, chỉ có 4 bộ thôi ạ. Nên là em sẽ ưu tiên chị nào cho em xin địa chỉ và số điện thoại trên cùng một dòng comment nha. Mã là C12. 55 cân mét 5 mình mặc không vừa này. Bộ này của em là 150k thì nhớ ơi. 150k Oanh Nguyễn ơi, bổ sung số này chỉ luôn cho em nào. 150k, mã là C12. Thanh Trần ơi, ok Thanh Trần cho em xin địa chỉ Thanh Trần nhá. Cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. C12 kèm số điện thoại kèm địa chỉ trên cùng một dòng comment cho em đi ạ. Thì em chốt luôn cho mọi người được nhá mọi người nhá. Ok Oanh ạ. Ok Nhung Vũ cho em xin địa chỉ nào. Ok Oanh Kiều Bùi Oanh Phạm cho chị bổ sung luôn địa chỉ luôn cho em. Ok Khánh Trần nhá, có đơn nhá. 350 lấy thôi. Ok có đơn sang hôm mới nhá. Tên. Em qua mã mới các tình em nhá. Rồi ok C12 các chị đem một lát nhá. Bên em sẽ có bộ phận nhân viên để cho mình luôn bây giờ chị nhá. Em sang C13. Các chị ơi toàn răm đẹp thôi các chị ạ. Toàn răm đẹp mà cứ chọn thoải mái cho em nhá. Toàn răm đẹp này, cần phải có đai của nhá. Toàn răm đẹp và răm xinh thôi. Mở không mua chỉ có tiếc thôi ạ. Ok C13. C13 nào, C13 đẹp xuất sắc các chị nhá. Hôm nay là em chỉ ưu tiên chị nào hôm nay mà có hàng cho em thôi. Nên là các chị không lấy rất là tiếc này. Đừng chụp em xấu đấy. Rồi, mẫu dáng thiết kế nào. Rồi sang C13 nha. C13 chỉ còn có vài set. Em sẽ ưu tiên chị nào hôm nay có địa chỉ và có số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em thì mình sẽ có hàng luôn này. C13 nào, C13 nha. Màu là màu nâu này. Hôm nọ vừa bị cháy hàng xong, hôm nay vừa về hàng các nhà nhá. Đây một vừa về hàng đây. Có mấy cái cũ này? 4 chiếc. Rồi ok, C10 mấy nào? C13 có 4 cái nào. C10 đâu? 6 cái, quên mất lại 6 cái nào. C13 có 6 cái răng kẻ, các chị mặc cái mẫu này có chị make up một chút đi thì nó hơi tây một xíu mà rất là đẹp luôn. C13 cho em nào.
C13 mã này cũng đang có giá là 150k nhá. 150k tại livestream này, khóa xe ngược này. Và mẫu này mặc cực kỳ là ăn giá mọi người nhá. Chị nào mà tổng khoảng mét sẽ mặc được này. C13 ai lấy nào, chỉ còn có 56 bộ thôi. C13 ok, Thanh Trần có đơn rồi đơn cho mình luôn này. Bộ phận xử lý gọi đơn luôn cho em nhá. C13 nào kèm số thật và kèm cho em xin địa chỉ nào. Lê Minh Hà ơi, chị muốn mua hàng sản với con mình luôn cho em xin địa chỉ tình yêu nhá. Có địa chỉ một chỗ đơn của mình được này. Ok Huỳnh Loan chị có đơn này. Chị nào lấy cho em xin địa chỉ. Ok chị Công Phượng mình có đơn nào. Mã của em là C13 giá là 150k cả nhà nhá. Tất cả hàng sản dòng thiết kế đều sản đồng giá 150 hết ạ. Ok chị Linh Trần nhá. Linh Trần lấy mã gì đây? Rồi ok, Linh Trần lấy C10 mấy đây ạ? C112 ok, tình yêu là C13 ai lấy nào? C13 giá của em là 150 cả nhà nhá. 150 có 6 bộ này, hiện tại còn 3 bộ nào. C13 nào ai lấy nào, có một luôn cho em đi ạ. Phạm Bình Trung bổ sung địa chỉ nào cho em nào. Ngọc Vy bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Mã của sản phẩm là C13 nhá. Zoom này có rất là ít này, em chỉ bị qua mẫu đây. C13 nào, C13 ok qua mẫu nhá. Không thể hay được đấy. Chụp ảnh xuống được chưa? Màu đỏ, màu đỏ. Đến 2. Đến 2 chưa? Ok nào, C14 nào, các chị em sang C14 nhá. 45 cân mặc cái nào cũng vừa chị ơi. Rồi em qua mắt C14 nào. C14 nha, màu đỏ, canh mặc nha, màu đỏ, canh mặc đây. Còn có vài bộ thôi, các chị tranh thủ luôn, mua luôn cho em. Không là không có hàng đâu ạ. Ok, chuyển mẫu rồi các chị nhá. Ai à, rất là nhiều mẫu xinh luôn. Báo luôn chị Quỳnh ấy. Sau này mình gắn liền với xả hàng vậy. Ê xích quá Phú ơi. Ok nào, bộ của em ok tí qua hoa xanh nha. Nào. Ôi ok nào. Chị ơi 60 cân em chưa có chị nhá. Em qua mắt C10 mấy nhỉ cũng nhỉ? C14 nào. C14 nha, màu kẻ đỏ này. C14 màu kẻ đỏ này, bộ này xài 150 nốt các chị nhá. Giá là giá lửng cho em này. Nên là chị nào mà có cái cân nặng là có chiều cao thấp thì mặc thoải mái cho em nhá. C14 nào. Úi giời ơi. C14 ai lấy nào? C14 màu hoa kẻ đỏ các chị nhá. C14 màu hoa kẻ đỏ này. Và bộ này em cũng đang xả với cái giá là 150 nha cả nhà nhá. C14 nào, bộ có tay sọc kẻ cũng có này. Bộ này của em thì em khá là cao. Chị nào mà tầm khoảng là dưới 1m65 được đổ về là mặc ok cho em nào. C16 ai lấy nào? C14 ai lấy nào? C14 nha, răng đang mặc em mặc bó canh mặc đấy ạ. C14 nha, 150k. Ai lấy con mà là C14 cho em nào. 50 cân mặc quá xinh tình yêu ơi. Dưới 60 cân à, dưới 58 cân mặc bao vừa cho em nào. Ok Ngọc Vy nha, Ngọc Vy bổ sung luôn cho em xin địa chỉ là Ngọc Vy ơi. Cho em xin địa chỉ của mình nào. Ok chị Công Phương đổi C3 qua C4 ok tình yêu nhá. C14 ai lấy nào, C14 nào. C12 là màu gì vậy, chị không nhớ chị ơi. Đúng rồi, màu liền nhá. Bộ liền khóa xanh ngược này. C14 ai lấy con một luôn cho em nào. C14 nha, giá của em chỉ có giá là 150 thôi. 150 ai lấy nào, C14 kèm số thật và kèm cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. C14 răng thiết kế nào, C14 ạ. C14 ok, trang chít gộp đơn nha, có đơn của mình rồi này. C14 răng này xả với cái giá là 150 ai lấy nào. C14 nha, 150 ạ. 150 C12 không biết chị ơi. Nhà em là qua từng mã một rồi. C14 ai lấy nào, C14 đi ạ. Ok Hương Nguyên có đơn C14 nào. Chị nào lấy có một là C14 và kèm thông tin chỉ luôn cho em đi ạ. C11 không còn chứ, nhà em là không còn qua mẫu luôn rồi ạ. Ok Nguyễn Thảo bổ sung số này chỉ luôn cho em nào. Chất liệu vải, chất vải, chất vải thái chéo chị ơi. Set đang mà là 150 nha, em xả toàn bộ cửa hàng với cái giá là 150 nào. C14 ai lấy con một luôn cho em nào. Có địa chỉ có chất đơn các chị nhá. C14 nào kèm số thật và kèm luôn cho em xin địa chỉ, đẹp giá rất là rẻ này. Hương Quỳnh Bùi bổ sung địa chỉ luôn cho em là chị ơi, có địa chỉ mới chốt đơn nhá. C14 nào kèm số thật và kèm luôn cho em xin địa chỉ, đẹp mã này rất là xinh này. Và cực kỳ là sang luôn. Ai lấy con một là C14 và kèm thông tin giùm em nhá. Bao nhiêu cái về cuối?
55 cân mét 5 không vừa chị ơi. Hương Quỳnh Bùi bổ sung địa chỉ luôn cho em nào. Huyền NB Phan bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đẹp. Mã của em là C14 nào. Chị nào hôm nay muốn mua phải cho em xin địa chỉ số loại luôn nhá. Địa chỉ số loại luôn cho em nào. Mã là C14 nào. Mét 66 cân không vừa dưới 58 cân bao vừa cho em nào. Huyền Dung em bổ sung luôn cho em xin địa chỉ của mình luôn đẹp. Mã của em là C14 này. Và mã này chị nào mà tầm khoảng là dưới 57, 56 cân 13 vừa cho em nhá. Ok chị Nguyễn Hương thế nào cho mình C14 nào. Chị ơi bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đã, số lượng có rất là ít nha. Số lượng còn rất là ít, em sẽ ưu tiên ai có địa chỉ trước ạ. Có địa chỉ mới chốt đơn nha. C14 nào. C14 kèm số giả và kèm luôn cho em xin địa chỉ qua mẫu đi ạ. C14 này váy này cũng đang hàng xăm này cũng đang có giá 150 thôi. 150 này. Ok Huyền Dung nha. Huyền Dung ok C14 nào. Bộ phận xử lý gọi điện luôn cho em nha. C14 150k. Rất là rẻ này. Mẫu này ra mặc cực kỳ là xinh luôn. Ok, Ngọc Vy lấy gì đây ạ? Ngọc Vy chị lấy gì đây? Các chị comment trên cùng một dòng cho em được không? Tại không thể comment của mọi người đâu. Ok, Ngọc Vy C14 ok, có đơn nào. Rồi, C14 ai lấy nào? 1m50 mặc thoải mái tình yêu ơi. C14 nam mặc đang có giá là 150 một bộ này. Rồi, chị nào lấy có một là C14 đi ạ? Cái bộ này chỉ có trong cái livestream này mới có giá này thôi. Thảo Thuận em mình có vừa này, em cam hết 68 chơi này hơi chật một xíu ạ. Cái bộ này nó không được cao lắm. C14 ai lấy cho em nào? Rồi C14 kèm số thật và kèm luôn cho em xin địa chỉ đã. C14 giá là 150k này, chỉ qua mẫu đấy ạ. À. 55 cân mặc đồ chị ơi, C14 lấy luôn cho em nào, số lượng có rất là ít này. C14 là màu kẻ đỏ nha, 150k. Ai lấy công là C14 và kèm thông tin cho em nào. Chào Dương Thúy, em chào chị này. Ok, chỉ bị qua mẫu nha. C14 150 các tình yêu ơi, 150 này. Ok chị Nguyễn Hương Nguyên có đơn này. Ok chị Hương Quỳnh Bùi có đơn cho mình rồi này. C14 giá là 150, dưới 58 cân bao vừa cho em nha. Dưới 56, 57 cân đổ về thôi. 58 con sợ hơi chật mất rồi. C14 ai lấy nào? Ok chị Lê Minh Hà có C14 nào. Chị nào lấy C14 thì comment cho em đi. Mã của em là C14 này. Và mã này dưới 58 cân bao vừa cho em nha. C14 kèm số vải và kèm luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. 1m50, 50 cân mình mặc bao vừa tình yêu nha. Rồi ok. Ok chị Học Ngọc Vy này. Và chị ơi 150k là chưa kể phí ship, là phí ship là 30k nhá. 150k một bộ này rất là rẻ này. Ok chị Sò Hền có đen C4 nhá. Em chuẩn bị qua mẫu đi ạ. Chị Ngọc Vy không nghe máy chị ơi. Chị Ngọc Vy comment là nghe máy cho em đi ạ. Chị Ngọc Vy phải nghe máy thì bên một chút đơn cho mình chị Ngọc Vy nhá. Đây nha, em sang mã C15 đẹp xuất sắc mọi người ạ. Chị, các chị ơi, các chị phải nghe điện thoại bên em nha. Thì em mới có đơn cho mình được ạ. Còn không nghe điện thoại thì em hủy đơn cho mọi người nhá. Mà hàng xả không có nhiều đâu. Các chị nghe điện thoại giúp em nhá. C14 nào. Ok, chị Huyền Dương có đơn cho mình rồi này. C15 nào. C15 là cái màu hoa trà cực kỳ là sang các chị ơi. C15 màu hoa trà này, 150 một bộ này, ai lấy nào. C15 nào. C15 có 6 bộ nha các chị nha. C15 có 6 bộ này, răm này là răm ống sớ nha mọi người nhá. Thiết kế màu hoa trà cực kỳ là sang này. Chị nào mà tầm khoảng là dưới 58 cân bao vừa C16, C15 cho em nào. C15 giá là 150k, Ngọc Đăng cho em xin địa chỉ đi ạ. Có thì chỉ mới chốt đơn nhá. Có địa chỉ em mới chốt đơn, không thì chị em bỏ qua cả nhà nhá. Rồi C16, C15 nào. 150k, bộ các chị ơi. Ok, chị Huỳnh Loan có đơn C15 của mình rồi này. Ok, Hương Nguyên có đơn C15 của mình rồi này. Chị nào lấy C15 comment luôn cho em đi ạ. Dưới 58 cân bao vừa. Phạm Sen cam hết bao nhiêu ạ? Đây C15 nhà em này. Cái màu này cực kỳ là sang nhá. Màu hoa trà rất là sang luôn. C15 ai lấy nào? C15 giá là 150k một bộ này. 150k, mã là C15 rất là thoải mái luôn. Ok chị Lê Liễu, C15 ai lấy nào? Trời ơi, Nam Hà xem livestream lâu vậy.
55 cân mình có vừa tình yêu ơi. Ok chị Huyền cho hàng mình rồi này. Mã của em là C15 các tình yêu ơi. C15 này. Ok chị nào đây? Phương lên đỡ ok rồi đơn nào. Chị nào lấy mã nào để comment luôn cho em, số lượng có rất là ít thôi ạ. Em chốt đơn luôn trong tại livestream này. Rồi ok Đinh Phương bổ sung luôn cho em, xin để chị cái mức này dưới 58 cân giùm em nhá. Dưới 58 cân giùm em này. Rồi ok chị Thảo My Linh cũng có đơn nhá. Rồi chị nào lấy thì comment là C15 cho em nào. Mã này đang mặc là 100 trước cả nhà nên 100 nữa thôi. Em qua một cái mã mới nhá. Một mét 65, 58 cân mình có vừa chị ơi. Sang C16 nha. C16 em chỉ còn 2 bộ ạ. Cho em mở ra thân nó có phải là quần đen không? À quần đen đúng không? Không phải à? Ok C16 có 1 bộ nha. Chỗ kia. Nghe like chưa? C16 có 1 bộ này, ai lấy nào? C16 chỉ có 1 bộ cả nhà nhá. C16 có 1 bộ, ai lấy comment luôn cho em. C16 nào, chỉ có 1 bộ này. Mã này của em là C16, ai lấy nào? Xăm hồng sớ nha, C16 chỉ có 1 bộ. Em sẽ ưu tiên ai để chị trước nào? C16 nào, ai lấy nào? C16 nhưng Vũ bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. C16 chỉ có 1 bộ thôi. Em chuẩn bị qua mẫu nha. C16 có 1 bộ này, ok qua mẫu nha. C16 có 1 bộ thôi ạ. Ok nhá, rồi sang C17 đi ạ. C17 có 1 mã này. Em sẽ để những cái mã nhiều em mặc ở cuối livestream nha, tại vì tránh ngược cho chị không thích. Chụp lại nha. Dừng lại một chút thôi, người đang kìm kia. Rồi, mã là C17 nào. C17 của em mã này cũng chỉ có là một cái thôi ạ. C17 có một cái nào. Chị nào lấy comment luôn giùm em. C17 kèm số loại và kèm địa chỉ trên cùng một dòng comment cho em chốt đơn nhá. C17 ai lấy nào? C17 chị tị ơi, chị comment cho em xin địa chỉ thông tin cho em nào. C17 em chỉ có một bộ này nên là chị nào có thông tin chốt luôn nào. C17 có một bộ, giá của em cũng là 150 cả nhà nhá. C17 nào, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ cùng một dòng comment cho em đi ạ. C17 ai lấy nào, chỉ có một bộ thôi cả nhà ơi. Chỉ có một bộ đấy ạ. C17 nào. C17 150k kèm số điện thoại và kèm trăm xin địa chỉ đi ạ. Em chỉ có một màu thôi nhá. C17 nào, chuẩn bị qua mẫu đi ạ. Ok Phạm Bình Trung bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nào. Chị nào lấy C17 thì comment luôn cho em xin địa chỉ chứ không có dám comment nha. Nhiều à? Rồi nó cái mã này. Sợ mặc mã nhiều quá chị chán đi ra mất rồi. Rồi mã là C18 là có 2 bộ nha. C18 có 2 bộ, ai lấy nào? C18 có 2 bộ này, màu xanh này rất là mát luôn. C18 có 2 bộ này, dưới 56 cân đổ về cho em. C18 có 2 bộ. Chị nào lấy con một nào, C18 kèm số thật và kèm luôn trang xin địa chỉ nha. C18 có 2 bộ nào. C18 có 2 bộ, ai lấy nào? C18 có 2 bộ nha. Ok Huỳnh Loan có 1 bộ này. Huỳnh Loan C18 ok, ai lấy nào? C18 có 2 bộ cả nhà nhé, có 2 bộ thôi. C18 có 2 bộ, ai lấy nào? C18 giá của em chỉ có giá 180k ở nhà nhá, 150. Em quên mất. C18 là ok, ok chị Hoàng Trang nha. Ok chủ tiền ok nào. Em qua mặt mới nhá.
Em qua mã C19 nha mọi người nha. C19 nó đẹp dã man mọi người ạ. Cái món em để mặc cuối cùng đây. C19 nào. Cũng chỉ có giá là 150 thôi. Các chị mua không mua chỉ có tiếc thôi ạ. Được. Chọn nào. Các chị ơi, C10 mấy nhỉ? 16. C19 nào các tình yêu ơi, C19 rất là đẹp nha. Mẫu này có tay này, lịch sự mà đẹp vô cùng nào. C19 nào, dưới 58 cân bao vừa, giá là 150 nào. C19 nào. C19 cực kỳ là sang mọi người nha. C19 này lấy nào, hàng đi bổ sung số lại cho em đi. Ok, bí heo C19 này. Bí heo C19 nào. Liên Phạm C19 nào. Thu Hà bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. 157 cân em 8 mặc được nào. C19 có địa chỉ chốt luôn luôn nào. C19 trang mon rồi đơn ok nào. C19 có địa chỉ một chốt đơn nhà. C19 kèm cho địa chỉ luôn cho em nào. Lý Xỉu cho em xin địa chỉ đi ạ. Thiêu Trương cho em xin địa chỉ nào. Liên Trần cho em xin địa chỉ nào. Phạm Bình Trung cho em xin địa chỉ đi ạ. C19 nào. Răng đỏ nha. Thiết kế nền đỏ hoa đen này. À quên, nền đen hoa đỏ ạ. Rồi C19 ai lấy nào. C19 cũng là 150 thiết kế có tay lịch sự vô cùng này. C19 có tay lịch sự rất là lịch sự luôn. C19 ai lấy nào. C19 150k kèm số tạo và kèm chạm sinh địa chỉ, địa số lượng có rất là ít này. Ok nào, C15 ok Phương Huỳnh nào. Nhung Vũ chạm sinh địa chỉ đi ạ. Châu Nguyên chạm sinh địa chỉ nào. Liêu Lê Liêu được chơi được nhá. C19 ai lấy nào. C19 giá là 150k, thiết kế là mẫu này là có tay cho em nhá. Có tay rất là dễ mặc này. Ok nhá. Phạm Bình Trung dồn đơn. Ok tình yêu này. C19 nào em ơi. Nhung Vũ ơi dồn đơn ok. Nhung Vũ dồn đơn này. Hải Đăng cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Mẫu này của em là C19 nào. Chị nào lấy có mà là C19 mà kèm thông tin cho em nhá. Chị Nguyễn Thị Ti bổ sung số lại luôn cho em nào. Tạ Kiều Anh có đơn C19 nào. C19 giá là 190k này. Phạm Hoa bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nào chị ơi. Có địa chỉ em mới chốt đơn nha. Mã của sản phẩm là C19 ạ. C19 này giá là 150k và số lượng không còn nhiều nhá. Số lượng không còn nhiều. Em sẽ ưu tiên này có địa chỉ trước nào. C19 là chủ số lượng chưa? C19 ai lấy nào chị ơi. Ok Lý Nù cho em xin địa chỉ đi ạ. Hải Đăng cho em xin địa chỉ nào. C19 Hoàng Thúy Linh cho em xin địa chỉ nào. Ok Huế Mộng Mơ lấy C18 ok tình yêu nhá. C19 ai lấy comment cho em nào. C19 này ok chị Nguyễn Thị Thu Hà có đơn nào. C19 kèm xuống thẳng và kèm luôn cho em xin địa chỉ nào các chị ơi. Số lượng có hạn mọi người nhá, số lượng có hạn. Nên là em sẽ có địa chỉ trước nào. C19 nào. 150k nha mọi người nhá. C19 nào, răng này là răng có tay này. Ok, Hải đang có đơn này, Duyên Đông bổ sung số này địa chỉ luôn cho em nào. C19 rất là đẹp cả nhà nha. C19 rất đẹp này. Ai lấy không phải là C19 nào. Kèm số thật và kèm luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Đây là răng mọi người, đây là răng ạ. Răng mỏng sớ nha mọi người nhá, răng mỏng sớ nào. Đây ạ, C19 em đây nhá. Răng hoa này, răng hoa mọi người nhá, răng hoa này. Dưới 58 con em bao vừa nhá. C19 kèm số thật và kèm luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Số lượng có hạn cả nhà nhá. Dồn đơn ok, Châu Nguyên lấy gì ạ? Ok, Thu Hàng có đơn nha. C19 Thu Hàng bổ sung luôn cho em xin địa chỉ của mình luôn đi ạ. Thu Hàng cho em xin địa chỉ nha thì chị nha. Chất liệu vải này, chất liệu vải thái chéo chơi co giãn nhẹ nhàng cho em nha. C19 kèm số thả và kèm luôn cho em xin địa chỉ trên cùng một dòng comment nhá. C19 nào, chỉ có vài bộ thôi. Hậu Bùi comment số này chỉ luôn cho em, chị đừng comment nguyên là C19 không có đơn đâu. C19 kèm số thả và kèm luôn cho em xin địa chỉ trên cùng một dòng comment đi ạ. 60 cân không vừa nha, dưới 57-56 cân đổ về cho em thôi ạ. Ok, Vân Khoảng có đơn nha, đúng rồi, có đơn chỉ cho đơn luôn nào. C19 nào, Phạm xem mình lấy cái gì chưa, chị có một đọc xuống hay biết cái gì hả chị ơi.
C19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ trên cùng một dòng comment cho em thì mới có đơn nhá. Không thì sẽ không có đơn đâu ạ. C19 nào mọi người ơi. Ok Huỳnh Ngọc C19 nhá. C19 nào, mã của em là C19 nào. Giá là 150k mọi người nhá, 150k thôi. Dưới 58 con em bao vừa cho em 150 nhá. Đồng giá 150 này, Duyên Đông cho em xin địa chỉ là chị ơi. Có địa chỉ em mới chốt đơn được nhá. Có địa chỉ mới chốt đơn là C19 nào. Ok Phạm Sen C19, Phạm Sen bổ sung địa chỉ luôn cho em là Phạm Sen nhá. Phạm Sen cho em xin địa chỉ của mình luôn đi ạ. Mã của sản phẩm là C19 cả nhà nhá. C19 giá là 150k thôi. Rẻ mà đẹp vô cùng luôn, các chị không bao giờ mua được cái giá 150 đâu. Em đảm bảo các chị luôn đấy ạ. Nên bán giá cực kỳ là rẻ rồi. C19 nào kèm số giảm và kèm địa chỉ trên cùng một dòng comment cho em nhá. C19 nào. Ok chị Huyền Thái nào. Chị nào lấy nào, Duyên Đông cho em xin địa chỉ đại C19 nhá. Dưới 58 cân em bao vừa cả nhà nhá. Dưới 58 cân bao vừa cho em. C19 ai lấy đâu cả nhà ơi, C19 ai lấy nào. Ok chị Nguyễn Thị Hành Khương cho em xin địa chỉ có đơn nha. Ok Thiêu Trương có đơn nào, C19 ai lấy nào. C19 giá là 150k bộ này, 150k cho ai lấy comment luôn cho em nào. Rồi ok Hải Đăng này. C19 nào, răng cực kỳ là răng, chỉ có 150 các chị ạ. Rẻ lắm luôn ý. Ok, cây giống chè cô bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. 150k tình yêu ơi, 150 nhỉ. 150 mắt là C19 nào, hàng mi ok, hàng mi cho em xin địa chỉ đi ạ. Chuẩn bị qua mẫu rồi cả nhà nha, chuẩn bị qua mẫu rồi. Có hình nhọc nha, có chị nhá. C19 cho em nào. C19 còn 3 bộ nha, còn rất là ít này. C19 nào, giá là 190k. Ok chị Hành Hương nào. Ok chị Lý Xỉu em có đơn cho mình rồi này. C19 chuẩn bị qua mẫu nha. Ok Đinh Hằng có đơn của mình rồi này. C19 nào, em sẽ mặc sang một cái mẫu mới sang màu xanh nha mọi người nhá. C15 không biết chị ơi. Em qua mẫu luôn rồi mà. Bốn bảy cân có vừa ok chị Phạm Sen. C19 nào, chị nào lấy C19 thì cứ comment cho em nhá. Em sẽ có mẫu mới ạ. C20 nào. C30 à, C20 cả nhà nha. C20 đẹp xuất sắc luôn. Cái màu này rất là sáng ra này. Màu kiểu màu màu xanh cốm ấy mọi người nha. Đây là màu C30 C20 cho em nào. Nào C20 nào, C20 cái màu này rất là sáng ra mọi người nha. C20 nào, nền đen này, hoa là hoa màu xanh cốm nha. C20 giá của em là 120k răng này mọi người. À 150 ạ. 150 là C20 nào. Rồi 58 cân không vừa hu hu à. Ok chị Orin công chúa một C20 nha. Cái màu này đẹp cực kỳ chị ơi. Mà nó sáng ra vô cùng ấy. C20 nào. C20 nha, còn rất là ít này, có mấy màu đấy. C20 còn 7 bộ nhá. Ok chị Phạm Hoa có đơn này. Ok chị Huế Mông Mơ lấy C19. Ok chị yêu bổ sung địa chỉ luôn trên là chị yêu ơi. Ok Phạm Hoa dồn đơn này, Ori công chúa có đơn nào. Ok chị Liên Phạm có đơn nào, C20 nó ai lấy nào. C20 giá là 150k ai lấy nào. C20 màu xanh rất là đẹp này.
C10 chỉ sao C20 được chưa? Được chị mày bí hao nhưng được nhá. Nếu mà em chưa chốt đơn cho mình. Ok chị Nguyên Phương bổ sung luôn cho em xin địa chỉ. Ok chị Nhung vô lấy C20 nào. Ok Hải Đặng có đơn, ok chốt đơn luôn nào. C20 giá là 150 cả nhà nha, 150 rất là rẻ nhá. C20 nào, 150k lấy comment luôn cho em nào. C20 kèm số giả và kèm luôn cho em xin địa chỉ. Trên cùng một dòng comment đi ạ, 150 cả nhà nha, 150 là rẻ luôn. Ok theo chương nào, C20 nào. C20 ai lấy nào, C20 giá là 150k cả nhà nhá, 150 thôi. Rất là rẻ nào. C20 còn 3 bộ nha, C20 còn 3 bộ rất là đẹp này. 150 là 58 cân mình cao 96 mình sẽ mặc được nha. Ok Hoàng Thúy Linh C20 nào. Rồi 3 cân mặc được ở dưới 58 cân bao vừa C16 không nhớ chưa nhà em làm qua mẫu luôn. Ok chị hãn rùa bổ sung luôn cho em xin địa chỉ của mình luôn nha, có địa chỉ cho đơn nha. C20 kèm số thẳng và kèm cho em xin địa chỉ là chị Hân Rùa ơi. Xong xin địa chỉ luôn nhá, C20 cả nhà nhá, C20. Ok Thảo Thuận bổ sung luôn cho em xin địa chỉ nào. Ok Phạm Bình Trung cho em xin ok. Dồn đơn này, chị nào lấy nhanh chóng bổ sung luôn cho em xin địa chỉ ở nhà nhá. Em chuẩn bị qua mẫu đi ạ. Người làm sai đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn. Các chị ơi, C21 chỉ có một cái mà đẹp xuất sắc mọi người nhá. C21 có một cái cho đẹp lắm luôn ý. Để cảm được chính em là điều tuyệt nhất khiến em trở về nhà. C21 có một cái, mọi người chuẩn bị comment cho em nha. C21 chỉ có một cái nhưng mà thay vào đó là rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đồng giá 150 cả nhà nhá. Zoom chị nhá, tất cả là zoom hết. Chế. C21 nào. C21 em này cũng là 150k nha, lấy con một luôn trên là C21 nào. Đẹp xuất sắc mọi người nha. C21 150k kèm số giảm và kèm chăm xin được chỉ có một cái thôi. Chỉ có một cái C21 nha. C21 150k. Ai lấy con một cho em nào. C21 150k. Rồi ok qua mẫu ạ. C21 hết đơn nha. Ơi. Chị nào lấy xe mất bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ăn ưu tiên nhé mọi người nhá. Em sang C2 nha. C2 cũng chỉ có một cái đấy ạ. Trời ơi C2 còn nhiều vãi đi. Đẹp mà sáng ra vô cùng là C22 nào. C22 nha. Cũng là 150 nào, chỉ có một bộ thôi. C22 150k kèm số này và kèm cho em xin địa chỉ nào. C22 màu vàng nha, sáng ra đẹp lắm luôn ý. C22 nào, 150k kèm số này và kèm cho em xin địa chỉ đi ạ. C22 nào, đẹp mà cái màu này rất là sáng ra luôn. C22 150k kèm số này và kèm cho em xin địa chỉ nào. C22 cả nhà nhé, dưới 58 cân bao vừa. Chị ơi, xỉ không áp dụng đấy chị ơi, nhà em là bán đặc sản không áp dụng xỉ đó, xỉ vẫn là 150 thôi. Nào C2 nào, C22 giá là 150k lấy nào, 150k cả nhà nha. C2, một bộ nào 150k lấy nào, dưới 58 con em bao vừa cả nhà nhá. C22 kèm số giả và kèm luôn cho em xin địa chỉ nào. C22 giá là 150k cả nhà nha. C22 150k lấy nào. Ok nào, ok bên Cút thì chốt đơn nhá. Các chị em sang mã C23, C3 đẹp xuất sắc mọi người ạ. C3 đẹp lắm ý. Thank you.
Rồi C23 nào, cái màu này sáng ra mà chói cái của mọi người nhá. C23 của em, C23 của em cũng đang có giá là 150k cả nhà nha. C23 150k hay lấy nào. C23 đẹp xuất sắc cả nhà, và cái màu này sáng ra mà nó kiểu nó trắng ra vô cùng ấy, nhìn mà nó sáng cả mặt lên này. C23 chị nào lấy con một luôn cho em nào. C23 nha, giá của em là 150 nào. 150 mã là C23, cái màu này sáng mặt kinh khủng với em, mặt sáng bừng luôn. C23 ai lấy con một luôn cho em nào. C23 giá là 150k nhá. C23 150k ai lấy nào. Mã C3 nhé em đấy nhá. C23 150 nào, ai lấy con một luôn cho em đi ạ. Chị Ti ok dồn đơn nào. C23 ai lấy nào. C23 giá là 150 cả nhà nhá. 150k. Mã của sản phẩm là C23 cả nhà nhá. C23 150k ai lấy nào. Cái màu này sáng ra lắm luôn, cái chị mặc đi cực kỳ là sang luôn. C23 kèm số thật và kèm luôn cho em xin được chỉ đẹp, cái màu này cực kỳ là sang nào. Chị Ti bổ sung thông tin cho em nhé. C23 nào. Ok, chị Liên Phạm có C23 của mình nào. Ai lấy nào comment luôn trên là C23 nhá. 150k. Cho ai hôm nay comment và chia sẻ cái livestream của em ạ. Lấy nào, may 52 mặc được chơi, dưới 58 có đem bao vừa nào. C23 ai lấy nào. C23 giá là 150 cả nhà nhá. C23 150k ai lấy nào. C23 ok chị Võ Vũ Thị Yến nha. C23 bổ sung luôn cho em xin địa chỉ Vũ Thị Yến ơi, cho em xin địa chỉ nha. C23 nào, kèm số nào và kèm luôn cho em xin địa chỉ nào. C23 150k. Và chị nào lấy đi con là C23 và kèm thông tin luôn cho em nhá. C23 150k. Cho chị nào comment cho em nào. Cái màu này sáng ra mà đẹp mà các chị đẹp dã man ý. Em qua mẫu nhà C3 qua mẫu nào. Đây à. Chơi được nhá chị nhá, được ạ. Màu vàng nào, C24 là màu vàng có là 150 nhá. C24 màu vàng 150 ai lấy nào. C24 cả nhà nhá, đẹp vô cùng luôn, đẹp xuất sắc luôn. C24 có hai bộ ai lấy nào. Màu vàng thì là sáng ra cả nhà nhá. C24 ai lấy có một luôn cho em. C24 ok, Ngọc Vy có một số này chỉ luôn cho em nào. Màu kem này sao có mong mấy vậy à, chưa nhém hết rồi. C24 nào, ok chị Duyên Đông này có hai bộ rồi ạ. C24 ai lấy nào. C24 kèm số này chỉ cho em thì có hai bộ đây nhau cả nhà nhá. Có hai bộ đây, mã của em là C24 nào. C24 có hai bộ nào. 55 cân mình có vừa, tình yêu mình mặc thoải mái cho em nhá. C24 nào, rất là cùng, rất là đẹp luôn.
24 ai lấy nào? Rồi, mã của em là C24, ok, thảo thuận nha, ok, các tình yêu em sang mua mới nhá. Em còn bây giờ hiện tại là, tại vì cái bộ chỉ còn có một màu thôi nhá. Rồi, C25 được còn một cái nào. C25 có một bộ cả nhà nhá. C25 có một bộ màu hồng nhá. Ai lấy con là C25 và kèm thông tin cho em nào. C25 có một bộ màu hồng này. Mã này là C25 cả nhà nhá. C25. C25 150k chỉ có một bộ thôi. Ai lấy con là C25 và kèm thông tin cho em nào. C25 có một bộ 150k. Ai lấy con một luôn cho em nào. C25 kèm số thật và kèm luôn cho em, xin địa chỉ cả nhà nhá. C25 cho em. C25 150k rất là rẻ nha. Ai lấy cái này con mới lên trên là màu hồng nhẹ nhàng ở nhà nhá. C25 ai lấy con một lươn cho em, chỉ có một bộ thôi ạ. Một bộ ai lấy con một lươn cho em nhá. C25 kèm số thoại, kèm chỉ nào lươn cho em nào. Mẫu sau lưng còn không xuất chứ còn màu đỏ nha, em còn màu đỏ ạ. Chị lấy đi chụp màn hình lại cho em nhá. Chụp màn hình lại cho em để may mũ lươn cho em đi nhá. Tôi không nhớ mã đâu. C25 ai lấy nào. Nếu mà không ai lấy thì em sẽ kết thúc livestream ở đây nha các chị nhá. Rồi em sẽ kết thúc livestream đây này. Các chị ơi lấy mã nào để có thể chụp màn hình lại cho em nhá. Ok, Linh Chi lấy C25 màu hồng bổ sung luôn cho em xin địa chỉ đi ạ. Còn bây giờ thì em xin phép được kết thúc livestream ở đây ạ. Và xin được chụp vào livestream ngày mai nha. Xin chào tất cả chị và tất cả mọi người nhá.